Đầu tiên là mình về heo sống mình về mổ ra, xong mình lóc hết xương đi, mình lấy thịt thôi, lấy thịt thân, mới đầu mình xối nước sôi để cho cái da nó săn lại để mình nướng cho nó giòn á. Heo này là heo gì ha? Heo này là heo mội, người ta kêu là heo tộc á, giờ ta kêu heo tộc. Cái nguồn thịt này là nguồn tươi sống ở những cái trang trại có kiểm dịch đàng hoàng luôn. Ở ngoài ngoài Tây Nguyên á. Cái bước này là mình đang làm gì đây? Mình đang xối nước sôi cho cái da của heo nó săn lại. Thường thường là heo nướng da giòn là mình phải xối bằng nước sôi. Mình đợi cho nước cái đợi cho nó nước nó sôi lên thiệt sôi mình mới xối. Nước mà phải sôi lắm mới xối. Đúng rồi, sôi thì sôi mới xối. Chỉ có cái gia vị đó không mà không xối gì là nó cũng giòn được. Vậy mình xấu cái nước sôi này trong vòng bao lâu anh hả? Thì chắc khoảng 3-4 phút. Nếu mình xối càng kỹ thì nó càng ngon luôn. Nhưng mà không nên kỹ quá. Đây là mật ong với chanh. Làm nó lại. Mật ong với chanh mình xối lên để mình làm lấy màu. Để màu của da giòn. Đây là mật ong với chanh. Mật ong với nước cấm. Đầu tiên là mình lấy cái bề mật thịt mình nướng vào mặt thịt trước. Nướng vào thịt trước khoảng trong vòng 7 phút có cái phần màu của da với cái độ giòn của cái da heo á. Trong quá trình nướng mình có xoay trở liên tục để cho cái Có chứ, mình phải xoay trở cái da, mình không thể nào ngâm nó trực tiếp với than được, mình phải xoay trở mới được. Mình xoay trở không thôi là tại vì ở đây nó có mật ong. Nếu mà để ngấm ở dưới cái mặt than lâu quá nó sẽ bị khét. Thành ra cái nướng này rất là cực, công phu lắm. Bây giờ là lên dĩa rồi đó anh hả? Bây giờ chưa xong, bây giờ mình đang lắc để cho miếng heo nó vàng cái da nè. Vàng như nó giòn á. Phải lắc trên cái than nữa nha mọi người. Lắc trong vòng khoảng bao nhiêu phút anh? Khoảng 10 phút. Lắc trên được than khoảng 10 phút nè mọi người.
nhìn cái món này là làm hơi bị công phu quá. Lát nữa mình ra mình ăn cái da nó giòn tan. Cái miếng dày luôn rớp rớp.